Hello, em Toàn xin chào tất cả mọi người nhá. Mọi người nhìn thấy chưa? Hôm nay em Toàn vừa mới đi sưu tầm được một Phật Bà Quan Âm. Đây mọi người, hôm nay là cái Phật Bà Quan Âm này là em mua được của người Nhật. Em vừa đến tận nhà người ta lấy mọi người nhá. Người ta dùng cẩn thận nên là tại sao đồ của Nhật nó rất là mới, nhiều những cái nó mới như thế này. Đây, em cho các bác xem là em đến tận nhà người ta, em mua và người ta đóng một cái thùng như này. Người ta bảo là cái này là người ta sử dụng 50 năm rồi nhá mọi người nhá. Đây này, mọi người xem này. Ấy nó vẫn còn này, đây em cho các bác xem này, nó từ 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 50 năm rồi, những con ốc này. Đấy. Nó đóng nó sơ sài như này thôi mọi người. Đây là cái chỗ này là lỗ thọng vào này. Đấy. Rất là lâu rồi. Đây. Đấy, người ta cẩn thận là người ta sử dụng đồ là người ta đóng cho một cái hộp như này để cho nó sạch sẽ. Em đi lấy về, em lấy về cái là em lên luôn video quay luôn cho các bác xem. Bây giờ em sẽ tháo nó ra để em quay cho mọi người cùng xem. Đấy. Đây nhá mọi người nhá, toàn bộ đây là như cái này thôi. À đây, đấy. Để em tháo nó ra. Phật Bà Quan Âm nhé mọi người nhé. Đây là cái tấm này là tấm mica nhé mọi người nhé. Cái này hơi khó lấy ra mọi người vì là nó, cái này là nó làm bằng tấm tôn mọi người, còn hai bên nó là tấm mica. Mà để em tháo nó ra thì là nó hơi hơi khó tháo một chút, nhưng mà em xin phép là hôm nay video của em hơi lâu hơn một chút là vì là em muốn là cho tất cả mọi người cùng xem là cái người Nhật người ta dùng đồ nó cẩn thận như nào. Đấy, nên là nó vẫn còn như mới luôn các bạn. Em đang hơi hơi khó lấy ra đây mọi người. Em bẻ nó ra. À nó, cái này nó bằng kính nhá mọi người nhá. Em tưởng bằng mica chứ không phải. Nó bằng kính các bạn. Đấy. Ủa, cái này hơi nguy hiểm quá các. Em nhìn xem là có cách nào tháo được nó ra. À đây nó tọt vào bên trong rồi mà sao không tháo được không biết. Một bên nó tọt vào bên trong rồi các bạn. Tháo đấy. Thôi để em tháo cái mica này ra trước đi. Đấy. Các bác nhiều khi mua đồ nó còn mới, người Nhật nó sử dụng nó còn mới như nguyên này. Người ta rất cẩn thận luôn. Nó còn không rút được ra luôn các bạn. Cái này là nó người ta còn không tháo được ra luôn. Người ta bảo là cái này dùng rất lâu rồi. Từ thời bố mẹ người ta dùng. Nên là em cũng không biết là nó bao nhiêu năm. Nhưng người ta bảo lâu lắm rồi, khoảng tầm 50 năm rồi. Thì em lấy của nhà này là cái ông này cũng gần 70 tuổi, 70 tuổi mà. Là ông làm cùng công ty em, nên là ông ấy bảo là tao có cái mày có mua không, em có thế là ông cho em xem hình ảnh là em đến tận nhà em lấy luôn. Đấy, đây các bác xem là nó vặn những cái ốc ở đây là ốc này nhá. Đấy, ốc này ốc bằng đồng nhá mà nó chuyển màu hết như này rồi, nó chứng tỏ rất là lâu rồi. Video hôm nay nó hơi dài thì các bác thông cảm cho em nhá. Em là cũng muốn là chỉ được cho tất cả các bác xem là cái người Nhật người ta dùng đồ nó cẩn thận như nào, là cũng muốn cho mọi người cùng xem luôn nên là em hơi 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 mất thời gian một chút. Sắp được rồi mọi người. Cái này bằng đồng mọi người nhé. Cái vuông vuông này. Đó, ok. Em đặt cái ở đây. Đây mọi người.
Đấy, còn đấy. Đây mọi người, nó có cái lỗ này, ngày trước em không biết là cái lỗ này để làm gì. Nói thật các bác là hôm nay em mới biết là cái lỗ này để làm gì luôn. Đây để em đặt thật bà này bên cạnh đã. Đây mọi người. Cái lỗ này là để người ta cho vào cái đinh nó quấn bằng dính này mọi người này. Đấy. Hoặc là cái con nỏ ấy, người ta cho vào cái lỗ để người ta vít vào đây. Đây mọi người. Đấy, người ta đánh dấu ở đây, nó vít vào đây. Làm rất là thô sơ luôn. Mọi em xem video em bỏ cái thùng này ra đây. Đây em cho các bác xem đây, phần bàn này. Mọi người xem dưới chân này. 50 năm mà nó vẫn còn mới tinh như này luôn. Chuyện này thì đúng là chuyện xưa rồi. Đấy, đây, vẫn còn mới cứng luôn. Chưa có bị chảy xước gì nhá các bác nhá. Đây. Các bác xem này cho em. Chưa có bị chảy xước gì, vàng vẫn còn nguyên luôn. Vì nó ở trong hộp kia thì không có lý do gì để chảy xước được cả. Vẫn còn bụi bẩn đây. Đấy các bác xem. Đấy. Những cái chỗ này nó là bụi bẩn nhá. Cái này nếu mà vệ sinh đi thì về các bác nào cọ rửa qua đi, vệ sinh thì nó rất là đẹp luôn. Hôm nay em đến thế là em thấy ưng, hay là em lấy luôn về quay luôn video xem mà có quý anh chị nào, cô bác nào mà muốn ưng sở hữu cái tượng Phật bà này thì mọi người cứ liên hệ với em Toàn qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhé. Để em xin phép là em đo kích thước của tượng Phật bà này cho mọi người xem đấy. Chiều cao của tượng là 45 nhé mọi người nhé. Chiều cao của tượng là 45. Như này. 44 thì mọi người. 45 rồi đấy. Chiều cao là 45 nhé mọi người nhé. Đấy. Vòng này nó vào là 37 mọi người ạ. Đấy, em cho mọi người xem. 37, 33, 37, 38 nhé mọi người nhé. Tình trạng lành tít luôn. Mới. Nguyên luôn. Nguyên, người ta gọi là nguyên trong ba lô đấy mọi người ạ. Để em hạ cái này xuống, em quay vòng quanh tượng Phật bà cho mọi người xem nhé. Đây. Đây là mọi người xem nhìn kỹ nhá, vẫn còn mới tinh luôn, họa tiết vẽ nổi hết lên, đắp nổi khối vẽ vàng rất là đẹp. Còn những cái vết bẩn bụi bẩn thôi, còn nếu mà tượng này mà lau chùi ly thì rất là đẹp đấy. Em ở bên này là em cứ để nguyên cho các bác về, các bác lau chùi nào các bác lau chùi giúp em. Em thì em không lau chùi, nhiều khi em để bên này thì em không may em lau chùi mà nó bị bụi bẩn vào, bị xước vào cái thì là nó rất là phí. Thế nên em để về nhà các bác có thời gian, các bác có thể lau chùi cẩn thận hơn giúp em. Đấy, mặt rất là có hồn luôn, vẽ vàng rất là nhiều. Đấy, một lần nữa thì thôi em xin phép là video của em là cũng hơi dài rồi. Em xin phép kết thúc video ở đây đây mọi người. Nếu mà mọi người ai mà ưng cái này thì mọi người liên hệ với em Toàn qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 nhé mọi người nhé. Rồi em Toàn xin chào tất cả mọi người nhé. Em Toàn, mọi người cho em Toàn xin gửi một lời chúc buổi tối đến tất cả mọi người. Một buổi tối an lành, hạnh phúc. Chúc mọi người sức khỏe thật tốt. Em chào mọi người.